Cái video này á, thì mình tập làm chung rearranging formulas. Ok, thầy thì mấy tụi con tìm cái viết với lại miếng giấy thì hai hai mình tập làm chung. Ok, thầy cho con cái formula này y equals 5x. con thầy muốn con make x the subject. Okay, make x the subject là cũng như là thầy muốn thầy 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 muốn make x the subject. Nó cái này nó nói làm, make là làm x the subject là thầy muốn cái x là cái quan trọng. Okay, thì ok, cái ý nghĩa của này con không cần biết chắc chắn, mà điều sơ sơ là make x the subject là làm cái x là làm cái x cái quan trọng đi, là x bằng cái gì. Ok, thì con phải làm cái gì hai bên? Ok, thầy làm cái trước đi. Thầy phải chia 5 hai bên. Ok, thì bên đây thầy chia 5, ở bên đây thầy chia 5 là cũng là x rồi. Là thấy không, bây giờ là x là cái subject. Thầy hồi nãy đưa cái formula này thì thầy kêu con make x the subject là làm cái x nó cái quan trọng đi. Thì nè, đi bây giờ là x là bằng cái này, thì nếu mà con muốn biết con có y á, bây giờ nếu mà con có y là khi con muốn biết cái x á, thì con bỏ cái y vô trong đây, hãy cái chia cho 5 là nó sẽ ra cho cái x. Ok, thì tới mấy tụi con. Thầy cho cái này y equals 4x plus 3. Okay, thì con phải ở cái make, thầy kêu make x the subject là làm cái x là cái subject, thì con phải làm sao? Okay, thì nhớ là cái nhớ nó quan trọng hơn, thì nó là vô cái một khúc này nè, thì nó quan trọng hơn cái cộng. Thì con phải viết cái số 3 này, cái chút viết cái số 4 này, cái nó cho cái x đứng một mình. Ok, thì tụi con tự suy nghĩ đi, bấm ngừng. Ok, thì thầy phải viết cái này trước, thì thầy trừ cho 3 hai bên. Bên đây thầy đem xuống trừ cho 3, ở bên đây thầy trừ cho 3 là sẽ là 4x rồi. Ok, thì bây giờ thầy muốn viết cái số 4 thì thầy lấy nguyên cái khúc này nè, nguyên cái luôn nha. Thầy lấy nguyên cái xuống y minus 3 chia cho 4. Ở bên đây cái này là x, thì thầy là xong rồi á. Là tới chỗ này á là cái x là cái subject rồi. Thì cái nếu mà con người ta cho con cái y á, thì con bỏ vô trong đây tính ra cái x. Ok, alright, thì cho cái khác. Y equals 4x minus 9. Ok, cái này làm sao? Bấm ngừng đi. Alright, thì thầy chỉ biết là nó, cái này cái x nó đang dính ở trong đây, thì thầy cộng 9 hai bên, thì y cộng 9 ở bên đây, ở bên đây cộng 9 là nó sẽ viết cái số 9 này, là thầy chỉ biết là 4x. Bây giờ thầy muốn viết cái số 4, thì cái này á là một khúc nè, thì thầy chia hai bên cho 4, y plus 9 over 4. Ok, yeah, thì nó sẽ là x. Alright, thầy cho cái khác. Y equals x plus 2 over 4. Ok, cái này làm sao? Bấm ngừng đi. Alright, thì cái này á là thầy giả bộ như này nè, cái này là một khúc nè. Từ từ cái chia này nó dài á, nó dài là nó nói
Green cái đám ở trên là con suy nghĩ vậy. Bây giờ thì mình muốn viết cái số 4 thì thầy nhân cho 4 mỗi bên. Nhân cho 4 ở bên đây. Ở kia bên đây nhân cho 4 là nó sẽ viết nha, cái này nó chỉ còn cái hộp cái hộp này trên đây thôi. Thì nó sẽ là x plus 2. Thì thầy bây giờ muốn viết cái số số 2 thì thầy trừ cho 2 mỗi bên. 4 2 trừ cho 2 ở bên đây. Ở kia bên đây trừ cho 2 là nó chỉ là còn x thôi. Ok. Thầy đưa cái khác. Y equals x minus 2 over 5. Thì mấy tụi con bấm ngừng đi. Cái này á là thầy nhân cho 5 mỗi bên. Thì bên đây nó sẽ có cái này. Bây giờ thầy cộng 2 mỗi bên. Là x là nó bằng cái này. Ok. Thì nếu nếu mà người ta đưa mình cái này y equals x plus a cái gì cũng được hết, thầy không cần biết. Mấy tụi con suy nghĩ đi. Bấm ngừng đi, thầy kia suy nghĩ. Alright, thì thầy trừ cho a mỗi bên. Ok, là xong. Wow, cái A là cái gì cũng được hết. Ok, cái này. Y equals x minus minus b over a. Thì make x the subject, làm cái x cái quan trọng đi. Thì bấm ngừng đi. Rồi, thì cái này á là thầy suy nghĩ là cái này là một khúc ở trong đây. Thì thầy viết cái a trước, thầy nhân cho a mỗi bên. Y a hoặc là ay cũng được. Tự 5 nhân cho 3 nó là giống nhau 3 nhân cho 5. Ok. Thì nếu mà thầy nhân ở bên ta phải cho a á là thầy sẽ viết cái a đó là chỉ còn cái này x minus b. Bây giờ thầy muốn viết cái b thì thầy cộng b mỗi bên. Ya plus b equals x. Ok. Rồi, cái này y equals ax plus c. Ok, cái này làm sao? Bấm ngừng đi. Ok, thì thầy chỉ nhớ thầy chỉ cái này là một một khúc thầy trừ cho c thì y trừ cho c ở bên đây, cái này là ax rồi. Thì thầy muốn cái thầy muốn viết cái a thì thầy chia chia a mỗi bên. Y minus c over a. Ok, cái này là x. Alright, cái cuối đi. Y equals ax plus b over c. Thì bấm ngừng đi. Alright, y thì mình nhân cho c mỗi bên. Ok, thầy nhân nhân cho c bên đây, thầy sẽ có cái này ax plus b. Bây giờ thầy còn cái này thì mình viết cái này trước đi, cái viết cái b trước. Thì thầy y c trừ cho b. Ở kia bên đây còn a x. Thì thầy bây giờ chia chia cho a mỗi bên là y c take away b divide by a bên đây divide ở bên đây á là chỉ là còn còn x thôi. Ok. Rồi, cái video sau thì mình làm tiếp. Ok, xong.